Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Tướng Lương Cường con át chủ bài làm ông Nguyễn Phú Trọng trở nên mạnh hơn Phạm Minh Chính. Chính trị là một trò chơi khốc liệt. Với nhà nước độc tài toàn trị thì bên trong bộ máy của Đảng không bị luật pháp chi phối, nên có thể nói nó hội tụ đủ thứ trò chơi tranh đoạt quyền lực bẩn thỉu, không khác gì những hình ảnh dưới thời phong kiến. Chính vì vậy mà người ta mới gắn cho chế độ này là phong kiến trá hình. Lợi ích nhóm là cách dùng từ mới cho chia bè kết cánh trong triều đình của Đảng. Nguyên nhân của việc chia bè kết cánh là bởi luật pháp không được tôn trọng. Mà nơi nào luật pháp không được soi rõ thì nơi đó có dấu đá cạnh tranh khốc liệt, vô luật như chốn xã hội đen hay trong các băng đảng mafia như vậy. Và Đảng Cộng sản Việt Nam là một mô hình như thế. Bên trong của Đảng Cộng sản Việt Nam thì luật pháp không thể soi tới được. Và bên trong thế giới mafia thì luật pháp cũng không soi rõ tới. Nên về bản chất của hai thế giới này không khác nhau. Trong chính trị nó khốc liệt hơn trong giới mafia. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng, cặp đối đầu nổi tiếng nhất của chính trị Việt Nam. Với các nước dân chủ thì thượng tôn pháp luật nên không tranh giành bẩn thỉu như ở Việt Nam. Ai muốn có chức thì phải ra ứng cử vận động nhân dân bầu cho mình, lá phiếu bầu của dân sẽ quyết định, dù có đấu tranh nhau cũng vô nghĩa, và từ đó nền chính trị mới có thể trong sạch và tự kiểm soát lẫn nhau. Trước đây khi mà ông Nguyễn Tấn Dũng đấu đá với ông Nguyễn Phú Trọng khốc liệt nhất thì đó cũng là lúc ông Đinh La Thăng hỗ trợ ông Nguyễn Tấn Dũng đắc lực nhất. Được biết Đinh La Thăng là người nắm Bộ Giao thông Vận tải, điều khiển nhiều dự án rất lớn. Chính vì lẽ đó mà quyền lực của ông Đinh La Thăng lúc đó cũng khá lớn. Mà Nguyễn Phú Trọng thì muốn khui ra sai phạm của ông. Nguyễn Tấn Dũng trong nhiệm kỳ đầu tiên, lúc đó mà Đinh La Thăng chịu hợp tác với ông Trọng, cung cấp những sai phạm của ông Nguyễn Tấn Dũng cho Nguyễn Phú Trọng, thì có thể thấy nay Đinh La Thăng sẽ được ông Nguyễn Phú Trọng sủng ái, chứ không phải bị ông Trọng đi sát ván như bây giờ và lôi đi khắp nơi để xét xử liên miên. Nói thế để thấy, muốn thế lực của mình mạnh lên và vững vàng trước đối thủ thì phải là những con át tẩy giấu ẩn đi để dùng khi cần thiết. Và Lương Cường đã nổi lên rồi lại chìm xuống. Phải nói rằng Đại tướng quân đội Lương Cường là nhân vật khó đoán định nhất. Vào ngày 29 tháng 1 năm 2019, khi mà các cuộc hội nghị Trung ương bàn với nhân sự cho Đại hội 13 mới bắt đầu, thì ông Nguyễn Phú Trọng đã phong Đại tướng cho ông Lương Cường và ông Tô Lâm như là bước chuẩn bị cho việc cơ cấu. Đây là kế hoạch đã được định trước tại đại hội những 2 năm trước, khá xa. Chính vì lo xa quá mà trong thời gian dài 2 năm có nhiều biến đổi hết sức bất ngờ. Ông Lương Cường và Tô Lâm cùng lên đại tướng, trong đó Tô Lâm là người mà Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, thì người ta nghĩ rằng ông Lương Cường cũng có vị thế giống như vậy. Được biết ở Bộ Công an và Bộ Quốc phòng mà được phong đại tướng thì xem như đấy là dấu hiệu để vào Bộ Chính trị và sau đó nắm chức Bộ trưởng. Tin tức càng củng cố hơn khi giữa năm 2020 có tin dò rỉ cho biết có thể Đại tướng Ngô Xuân Lịch rất có thể sẽ phải kết thúc sự nghiệp chính trị ở đại hội lần thứ 13 khi mà người ta chú ý đến trường hợp quá tuổi của Ủy viên Bộ Chính trị theo điều lệ Đảng. Đây là hình ảnh vào ngày 29 tháng 1 năm 2019, ông Lương Cường được phong Đại tướng cùng Tô Lâm. Sau đó không lâu thì thông tin dò rỉ cho biết ông Lương Cường sẽ trúng Ủy viên Bộ Chính trị. Nếu đã lên đại tướng mà được vào bầu Ủy viên Bộ Chính trị thì xem như khả năng rất cao là ông Lương Cường sẽ thay Ngô Xuân Lịch. Kinh nghiệm từ nhiều kỳ đại hội trước đây cho thấy rõ điều đó. Tuy nhiên, đến cuối năm 2020 thì một nhân vật khác lại nổi lên, đó là một thượng tướng Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông ta nổi lên làm thay vai trò của ông Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch. Đó chính là ông Phan Văn Giang. Và sau đó thông tin dò rỉ ông Phan Văn Giang sẽ vào Bộ Chính trị. Và đến đại hội 13, cả ông Lương Cường và Phan Văn Giang vào Bộ Chính trị thật. Và câu hỏi đặt ra là ông Lương Cường đã thất thế như thế nào? Tin tướng Phan Văn Giang là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay cho Ngô Xuân Lịch xuất hiện cách đây 2 tháng sau khi đại hội lần thứ 13 kết thúc. Lúc đó, thông tin dò rỉ cho biết tướng Lương Cường rất có thể sẽ làm Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đến sau Hội nghị Trung ương 2 khi mà danh sách nội các chính phủ đã xong. Thì tướng Phan Văn Giang nắm chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Trần Thành Mẫn chính thức làm Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, thì xem như số phận của ông Phan Văn Giang đến giờ cũng chưa rõ ràng. Đây là hình ảnh ông Lương Cường
người đã hai lần thất thế trước đồng đội, một lần may mắn không ngồi vào chiếc ghế vô dụng. Như vậy là ông Lương Cường phải hai lần bị hỏng ăn khi trượt chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sau đó là trượt luôn chức Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Trượt chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là đáng tiếc cho ông Lương Cường, nhưng trượt chức Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lại là cái may, vì chức Phó Chủ tịch Quốc hội là chức không có thực quyền. Ông Đỗ Bá Tị sau khi bị loại ra khỏi cuộc đua vào chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì phải dạt sang Quốc hội rồi sắp chính thức về vườn, giã từ sự nghiệp binh nghiệp của ông. Vì vậy không xếp ông Lương Cường vào ghế Phó Chủ tịch Quốc hội lại là cái may cho ông ta. Nếu không có sự đấu đá giữa ông Trần Thanh Mẫn và Tô Lâm thì ông Mẫn phải dạt vào tá túc ở Quốc hội, thì có lẽ ông Lương Cường đã nắm vị trí chức phó cho ông Vương Đình Huệ và hữu danh vô thực. Điều đáng nói là dường như ông Lương Cường còn thất thế hơn cả cấp phó của ông ta, khi mà chính ông là đại tướng chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lại không được xếp vào ghế trưởng ban tuyên giáo đầy quyền lực, mà thay vào đó là ông Nguyễn Phú Trọng đã cho chọn cấp phó của ông Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Như vậy thì cho đến giờ ông Lương Cường đã hai lần thất thế đối với đồng đội của mình, nhưng ông lại được ông Nguyễn Phú Trọng kéo ra khỏi chiếc ghế vô dụng là ghế Phó Chủ tịch Quốc hội. Sau hai lần thất thế trước Phan Văn Giang và Nguyễn Trọng Nghĩa thì nhiều người lại cho rằng ông Lương Cường đã thất sủng đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên hiện nay bến đỗ của tướng Lương Cường chưa rõ ràng, thì điều đó cũng có thể là ông Nguyễn Phú Trọng đang dùng tướng Lương Cường như là con át chủ bài, chăng đây là một ủy viên Bộ Chính trị, nên nếu ông Lương Cường mà phò ông Nguyễn Phú Trọng thì xem như ông Trọng lại được thêm một ủy viên Bộ Chính trị nữa. Lúc đó ban bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ có thể có nhiều ủy viên Bộ Chính trị hơn bên chính phủ. Và khả năng rất cao là ông Lương Cường sẽ giữ chức cũ, chức là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị như trước đây. Nếu đây là sự thật thì có thể nói ông Cường là người trên danh nghĩa thuộc chính phủ, vì ông thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên ông Cường làm chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nên cũng có thể cho rằng ông chính là cấp dưới trực tiếp của ông Nguyễn Phú Trọng, vì ông Nguyễn Phú Trọng nắm chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Đây là hình ảnh khả năng rất cao là ông Lương Cường sẽ ngồi lại chiếc ghế chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Nếu ngồi lại chiếc ghế chủ nhiệm Tổng cục Chính trị mà vẫn là ủy viên Bộ Chính trị thì đây là một trường hợp không bình thường, vì chức này theo thông lệ là ủy viên Trung ương Đảng mà thôi. Vì thế nên nhiều nhà phân tích cho rằng ông Lương Cường nếu ngồi lại chiếc ghế cũ tại Bộ Quốc phòng là một dạng ngồi chờ để được bổ nhiệm vào giữa nhiệm kỳ, hoặc cũng có thể là ông Nguyễn Phú Trọng cho ông Lương Cường ngồi đó như là một sự thử thách để xem ông Lương Cường sẽ có thiện ý rồi mới quyết định bổ nhiệm ông ta vào các vị trí cao hơn. Ông Nguyễn Phú Trọng có thể dùng ông Lương Cường vào việc gì là câu hỏi cũng được đặt ra. Có một điều rất trớ trêu là ông Lương Cường là ủy viên Bộ Chính trị nhưng ngồi chiếc ghế dành cho ủy viên Trung ương Đảng. Còn ông Nguyễn Phú Trọng Nghĩa thì ngược lại, ông Nghĩa đang là ủy viên Trung ương Đảng thì lại ngồi vào chiếc ghế dành cho ủy viên Bộ Chính trị. Cả hai ông này đều là tướng quân đội chuyên về tuyên huấn, nghĩa là về chuyên môn thì ông Nghĩa và ông Cường đồng môn với ông Nguyễn Phú Trọng. Từ ngành tuyên huấn quân đội qua tuyên giáo của Đảng là làm cùng một công việc chuyên môn như nhau. Trước mắt ông Nguyễn Trọng Nghĩa thì khả năng cao là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đưa ông Nghĩa vào Bộ Chính trị ở kỳ hội nghị trung ương nào đó giữa nhiệm kỳ, và sau đó là cơ cấu cho vị trí khác. Hiện nay trong tay của Nguyễn Phú Trọng đang có nhiều hơn ông Phạm Minh Chính một ủy viên Bộ Chính trị. Nếu ông Nguyễn Trọng Nghĩa là ủy viên Bộ Chính trị nữa thì ông Nguyễn Phú Trọng có nhiều hơn Phạm Minh Chính hai ủy viên Bộ Chính trị. Và nếu sau này kéo được ông Lương Cường về ban bí thư giao cho đứng đầu một ban nào đó thì ông Nguyễn Phú Trọng là hơn ông Phạm Minh Chính tới 3 ủy viên Bộ Chính trị. Và như vậy quyền lực ngày càng nghiêng trở lại ông Nguyễn Phú Trọng, mặc dù tuổi cao sức yếu. Đây là hình ảnh ông Lương Cường đang được ông Nguyễn Phú Trọng giấu làm một ẩn số. Đấy là những tính toán giả định. Tuy nhiên, khi mà thực lực ông Nguyễn Phú Trọng còn đủ mạnh, ông kéo ủy viên Bộ Chính trị về dưới trướng của ông rất dễ. Nhưng e là càng về sau, sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng càng yếu đi, thì khi đó không những ủy viên Bộ Chính trị mà đôi khi các ủy viên Trung ương Đảng cũng không thể rời ông mà đi cho được. Và đến khi ông quá già thì họ sẽ lại tự rời đi. Hiện nay không biết ông Nguyễn Phú Trọng sẽ dự định cho Lương Cường ở vị trí nào ở tương lai. Chỉ biết rằng nếu ngồi lại vị trí cũ thì ông Lương Cường cũng chỉ ngồi tạm, chứ không thể ngồi lâu dài cho được. Rất có thể ông Lương Cường lại là con át chủ bài của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đem ra khi dùng, khi mà thế lực của ông mất dần về tay Phạm Minh Chính.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2021 với bản tin Tướng Lương Cường còn át chủ bài và Nguyễn Phú Trọng mạnh hơn Phạm Minh Chính vì đã giữ trong tay. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.